Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đời Vlog nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay thì cũng mình đi vào trong khu vực nhà của Bảo Mập cả nhà. Thì cũng đây đó cũng rất là xa, cho nên mình khi mình đến đó là mình ở lại đó và mình cũng gặp rất là nhiều vong linh ở đó. Thì trong cái thời gian qua mình đi thì có rất nhiều quý cô chú anh chị mình kêu Nguyên ơi thôi con về, về đi con, về đấy mà cứu Linda, vì Linda đã bị cái vong quỷ đó bắt. Thì mình cũng cố gắng để mình về, tại vì mình không có thể mà bỏ nửa chừng được cả nhà. Thì có nhiều cô chú anh chị cũng nói chung là la Nguyên rầm dữ lắm cả nhà, nói sao mà đệ tử không lo. Nói chung là cũng có rất là nhiều cái ý kiến, Nguyên rầm tiếp thu hết cả nhà. Thì những cái ý kiến mà quý cô chú anh chị lo cho vong của Linda thì mình cũng vậy, nhưng mà khi mình ở đó xa quá mình về không kịp. Thì hôm nay thì mình trở lại, mình về rồi thì mình đặt bàn cúng ở đây, và hôm nay thì chắc có lẽ mình sẽ, nếu mà gặp cái vong quỷ đó thì mình sẽ đánh nó hoặc là mình bắt nó gì đó để cứu giúp Linda. Hiện bây giờ cả nhà thì quý của chú anh chị mình cũng biết cái vong quỷ này nó giữ ở những cái lần trước, thì khi mà nó đấu phép với mình nó đấu không lại, nó chạy. Thì cả nhà, thì hôm nay Nguyên Rầm có chuẩn bị một đĩa trái cây. Thì cái đĩa trái cây này thì cũng của một mạnh thường quân tên là của chú Thân Văn Thịnh, và một người cô nữa là xin giấu tên, thì cô đang sống ở bên Mỹ cả nhà. Thì cũng nhờ mình cúng cho vong thì chỗ này chỗ kia luôn, chứ không phải là riêng, không phải là riêng cho Linda không cả nhà, mà nói chung mình đi đến đâu là mình chuẩn bị mình cúng đến đó. Làm gì đụng đụng hoài vậy? Có ngon thì hiện hình ra đây. Cừ rồi ha, ngon thì ra đây. Giờ mình sẽ ngồi đây một xíu cả nhà, thì mình chờ cho cái vong này coi nó có xuất hiện không. Nếu mà nó không xuất hiện thì mình sẽ làm phép và mình triệu hồi nó lên luôn. Theo mình nghĩ chắc có lẽ là nó không dám xuất hiện đây. Thì cả nhà, thì bây giờ mình Rơm sẽ tiến hành và triệu hồi cái vong quỷ này lên nha cả nhà. Thì cái vong quỷ già so này, nó khi mà mình làm phép và mình triệu hồi nó lên thì mình sẽ hỏi thông tin về Linda. Nếu mà nó còn cứng đầu thì mình sẽ xử lý nó nha cả nhà.
Lên. Ngồi nó đi. Sao mà mấy mấy hôm dài á thì ông bắt giữ Linda. Những lần trước là tôi cũng đã cảnh cáo ông rồi. Đó. Tại sao ông lại lại làm vậy? Ông bắt Linda hay là ông đã ăn qua Linda rồi, ông nói tôi nghe coi. Hả? Sao ông ngồi ông im gu không nói? Hả? Ông khỏi có làm như vậy, ông hiện bây giờ là tôi đã phong, nói chung là tôi triệu hồi ông lên đây là những cái phép thuật của ông là vô hiệu quá đối với tôi à. Đó bây giờ cảm thấy sao? Thấy yếu trong yếu không? Yếu muốn hưởng nhàn. Hiện bây giờ là ông không có dùng bất cứ một phép thuật nào được hết. Sao ông nói tôi nghe coi, ông có chịu thả Linda ra không hay là ông đợi tôi dùng biện pháp mạnh nữa đúng không? Sao ông nói tôi nghe, mà ông bây giờ hiện tôi nói ông hiện bây giờ mà ông không chịu thả ra thì tôi cũng có cách để đưa Linda ra. Sao ông không nói? Lần này tôi đưa ông lên đó, cảnh cáo ông đó. Thì cái nhà thì cái vong quỷ này nó rất là cứng đầu, nó không, khi mà mình nói chuyện với nó cái kiểu như là nó không muốn nói, nó không muốn trả lời mình. Mà mình nói nó thì không biết là nó có cái ý của mình nói với nó có hiểu được hay không nữa. Nó cứ đơ im gu vậy đó. Thì cả nhà, thì bây giờ mình sẽ triệu hồi Linda lên luôn để chứ bây giờ là nó không có chịu thả rồi, mình phải triệu hồi, mình giữ Linda lại thôi. Linda, Linda ơi, sao mấy bữa nay sao thấy mệt mỏi quá vậy? Sư phụ, Hả? con bị vong quỷ đem bắt nghe đó sư phụ. Bị bắt hả? Dạ. Thì tôi cũng biết là Linda bị bắt, nhưng mà mấy hôm nay á là nó có hành hạ Linda hay không? Dạ con đấu với nó luôn sư phụ. Đói hả? Hay là đấu với nó? Con đấu. Ừ. Đấu với nó. Thì tôi cũng xin nói như thế này nè, hiện bây giờ cái vong này thì nó lần trước tôi cũng nói với Linda rồi, nếu thấy nó là nên tránh xa nó, Nó dữ lắm sư tại vì nó phụ dữ quá, ơi. mình không đấu lại nó thì nên tránh xa nó, đừng nên lại gần nó. Nó vô mình đó sư phụ. Nó vô luôn phải không? Dạ. Nó vô mà không có sư phụ đâu, con đâu có làm gì được nó. Thì khi nãy là tôi cũng đã đánh nó rồi, đánh rồi tôi mới cứu được Linda đó. Dạ. Con gặp sư phụ con mừng quá sư Thì phụ bây giờ ơi. như thế này nè, là Linda cảm thấy mệt, là không có sức đúng không, bị hành hạ đuối lắm đuối hả? Mệt sư phụ Thôi ơi. bây giờ vậy nè, cứ ngồi việc ngồi im đi, bây giờ tôi sẽ làm phép để giúp cho Linda khỏe lại, rồi một chút xíu nữa thì đến đây dùng trái cây hưởng nhang để lấy lại linh lực nha. Rồi ngồi im đi.
Rồi cảm thấy sao? Khỏe Cực. Tay chân sao? à, sư phụ. Khỏe phải không? Dạ Ừ. con ăn được rồi đó sư phụ. Thì hiện bây giờ vậy nè. Hồi bữa nay không sợ gần tôi dương khí nặng mệt hay sao lết lết ở đây? Dạ con đói quá con mệt đó sư phụ ơi. Thôi bây giờ thì nếu mà như vậy thì thôi. À, tôi sẽ đi ra ngoài để cho Linda dùng trái cây với lại hương nhang nha. Sư phụ cứu mình ra rồi. Cúng cho mình ăn đó. Sư phụ tốt quá sư phụ ơi. Sư phụ đã chỉ thương cho mình rồi. Chồng quỷ đó đến mình cũng sẽ không sợ. Đến nữa thì mình sẽ kêu sư phụ của mình bắt. Ngon quá. Ngon quá.
nhà mình nghe tiếng Linda mà sao mình không thấy gì chứ ta. Mình nghe tiếng Linda mà sao mình không thấy ta. Linda ơi, Linda. Linda ơi. Đi chơi. Mình nghe tiếng Linda. Thì cả nhà, thì khi nãy mình ở bên ngoài thì mình nghe tiếng của Linda, mình chạy vô nhưng mà mình đi quay vòng luôn cũng không thấy luôn. Thì không biết là từ sớm giờ khi mà Nguyễn Đồm đặt cam bên trong này, Nguyễn Đồm đi ra ngoài thì Linda đến và hưởng đồ cúng đó cả nhà. Thì không biết quý cô chú anh chị mình xem có thấy cái vong quỷ dạ xoa xuất hiện nữa hay không. Thì nếu mà quý cô chú anh chị mình có thấy xuất hiện nữa thì quý cô chú anh chị mình hãy comment bên dưới cho Nguyễn Đồm biết nha, để Nguyễn Đồm có cái cách mà xử lý. Tại vì khi lúc đầu là mình đánh nó trọng thương rồi là mình nghĩ là nó không dám xuất hiện nữa đâu. Cái nhà thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Đồm cũng xin khép video lại. Thì cuối video Nguyên Đồm chúc toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị mình có thành nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Quý cô chú mình có yêu quý Nguyên Đồm thì hãy đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận được những video mới nhất của Nguyên Đồm nha. Chào cả nhà.